xin Chúa ngài thật hiền mến, lòng con chút đáng thờ phượng Chúa muôn đời, và con muốn thấy mặt ngài Cha ơi, vì gì xin Chúa. Chị em, chúng ta sẽ học lời Chúa với nhau. Nhưng mà có một điều, vài điều tôi cũng muốn chia sẻ thêm chút xíu nữa, đó là như quý vị nghe trong thông báo, mà tôi không biết quý vị có cơ hội nghe không, thì mặc dù dịch bệnh nhưng chúng ta vẫn có thời giờ để nhóm lại vào tối 24, tối Chủ nhật Giáng sinh, lễ Christmas Eve. Vì vậy cho nên lúc 7 giờ tối, nếu trong trường hợp quý ông bà anh chị em có thể được, xin mời đến để chúng ta có thể thờ phượng Chúa. Có nhiều người đặt câu hỏi rằng nếu đông quá thì làm sao? Thực ra thì tôi không biết làm sao. Mong rằng khi đông quá thì chúng ta nhóm đầy phòng này rồi thì chúng ta sẽ ngồi phía vòng bên kia. Vì vậy cho nên nếu ông bà anh chị em có muốn đến nhóm thì vui lòng đến nhóm sớm chút xíu để có đủ chỗ ngồi. Tại vì chúng ta không thể nào ngồi chặt giống như nhiều năm trước. Và chương trình năm nay thì tôi mong rằng đối với chương trình hôm nay nó dẫn chúng ta sẽ không bận rộn nhiều hơn do chương trình, chúng ta không bị chi phối nhiều hơn vì màu mè, vì ăn uống, vì bao nhiêu thứ linh tinh khác. Chúng ta sẽ có thời giờ tốt, và tôi nghĩ rằng sau nhiều chục năm có một thời giờ rất là tốt trong các ông bà anh chị em. Thì giờ tối hôm đó chỉ dành cho Chúa của chúng ta, mà chúng ta không bận rộn gì hết. Cho nên nếu các bạn chị em đến thờ phượng buổi tối 24, tôi nghĩ đó là một kinh nghiệm mà hầu như rất là nhiều người trong chúng ta nhiều chục năm qua chúng ta không có. Hãy kinh nghiệm điều đó, kẻo rằng khi hết dịch rồi chúng ta không còn cơ hội đến nữa. Cho nên tôi khích lệ tất cả mọi người là như vậy. Điều nữa đó là Chủ nhật tuần sau tại nơi đây, chúng ta sẽ có cơ hội cầu nguyện cho một cặp vợ chồng trẻ trong hội thánh của chúng ta sẽ đi xa và sẽ có cơ hội hầu việc Chúa ở nơi xa. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em có thể được thì đến và chúng ta cầu nguyện cho cặp đôi vợ chồng trẻ này tại đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ học lời Chúa với nhau, chúng ta cùng hiệp ý với nhau cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em hãy cùng tôi cầu nguyện. Và xin Chúa ngài cho tôi cái nói và quý ông bà anh chị em nghe. Cầu xin Chúa ngài dạy chúng ta qua lời của ngài. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì ở giữa trong nhà của ngài, chúng con được bình an, chúng con được ấm áp, chúng con được tiện nghi mọi sự để chúng con thờ phượng Chúa và lắng nghe lời ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con tận hưởng trọn vẹn những điều Chúa ban cho. Trong khi chúng con biết rằng hàng triệu triệu người trên thế giới, trong những ngày này, trong những nơi khó khăn, nhiều người đói khát, nhiều người lạnh lẽo, nhiều người gặp bao nhiêu những nan đề, những người ước ao sự ấm áp đầy đủ như chúng con họ cũng có. Vì vậy khi chúng con có điều này, con cảm ơn Đức Chúa Trời nhiều lắm, xin giúp chúng con để chúng con thật sự biết ơn ngài, tận hưởng ơn Chúa ban cho, nhưng trên hết tận hưởng chính Chúa và lời của ngài. Xin giúp đỡ con trong buổi sáng hôm nay khi chia sẻ lời Chúa cho dân sự của ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ nhiều người trong chúng ta đi nhà thờ nhiều năm và dự rất là nhiều lần lễ Giáng sinh. Năm nay thì không có, nhưng nhiều năm trước thì thường là chúng ta thấy lễ Giáng sinh thì hay đóng những cái vở kịch về lễ Giáng sinh. Vậy tôi muốn hỏi quý vị điều này là quý vị nghĩ nhân vật nào là dễ đóng kịch nhất trong cái vở kịch về câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu? Người thì bảo rằng Chúa Giê-xu, người thì bảo là
Oh no, quý vị không đóng được đâu. Thử hỏi nhưng một ai đó mà lên mà nằm cái nôi đó lỏng tràn ra ngoài mất. Cho nên quý vị không đóng được Chúa Giê-xu đâu, trừ ra cái baby nào đó nó chút nhí. Ngoài ra thì quý vị nghĩ ai là dễ đóng hơn? Người mà dễ, cái nhân vật mà dễ đóng kịch nhất, nếu trường hợp quý vị không có khiếu về đóng kịch thì mà được hỏi đóng kịch đó, thì hãy chọn Joseph. Joseph là một nhân vật dễ đóng kịch nhất bởi vì ông không hề nói một tiếng nào hết. Ông không hát, không múa, không nổi bật. Nhưng mà chỉ làm một việc là âm thầm, nhịn nhục, đứng phía sau, yên lặng. Chỉ có thế thôi, đó là vai trò của Joseph. Cho nên quý ông bà, anh chị em, đó một sự thật đó thế này. Đóng kịch Joseph thì rất là dễ. Nhưng trên thực tế đó, sống cuộc sống như Joseph không đơn giản. Phải sẵn lòng để cho Chúa dùng mới có thể sống một cuộc đời như vậy được. Vì nó đòi hỏi chúng ta phải biết lắng nghe lời Chúa. Nó đòi hỏi chúng ta phải biết vâng phục lời Chúa. Nó đòi hỏi chúng ta làm thế nào để chúng ta phải dần dần biến mất để Chúa được vinh hiển, chứ không phải chúng ta. Và đó là cái hình ảnh mà Joseph mà chúng ta sẽ học với nhau trong buổi sáng hôm nay. Cho nên bài học của chúng ta đó, các ông bà anh chị em, đó là Chúa có một kế hoạch cho sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu. Và Đức Chúa Giê-xu sử dụng những con người, tất cả những con người ở trong kế hoạch của Chúa, và Joseph là một người đã dự phần trong kế hoạch đó. Mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay để chúng ta thấy rằng nếu Đức Chúa Trời đã sử dụng Joseph, ông sự dự phần trong đó, thì Ngài cũng có thể dùng tôi và quý ông bà, anh chị em dự phần trong kế hoạch của Chúa ngày hôm nay nơi mà chúng ta đang sống. Joseph bây giờ không còn nữa, ông chết đờ não rồi. Và bây giờ không biết cái thân xác ông ở đâu, tại một vùng nào đó bên Trung Đông. Nhưng mà ông đã làm cái công việc đó trong cái thời đại ông sống. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời có thể sử dụng mỗi dân sự của Chúa, mỗi con người ở trong cái thời đại, trong cái giai đoạn chúng ta vẫn có thể sống. Vì vậy cho nên điều quan trọng đó là Chúa muốn chúng ta dự phần trong kế hoạch, trong chương trình của Chúa. Đó là điều đầu tiên chúng ta sẽ học để thấy về trường hợp này của đời sống chúng ta. Nhưng mà trước hết chúng ta phải nhìn thấy Joseph. Quý ông bạn chị em mở ra trong Matthew đoạn 1 mà chúng ta vừa đọc với nhau vừa qua. Câu chuyện của Joseph thì chúng ta thấy từ câu 18, thực ra là cái câu chuyện nó nối tiếp theo để giải thích cái phần 46 người ở trong phần trước đó, ở trong gia phả của Chúa Giê-xu. Trong tin lành Matthew bắt đầu từ đoạn 1, từ câu 1 trở đi, tôi không biết bao nhiêu người đọc cái phần này. Một trong những cái khó khăn của nhiều người chúng ta đó thế này, khi chúng ta cho mà có một người muốn tìm hiểu về Chúa, một tân tín hữu, chúng ta giới thiệu cho họ Kinh Thánh và nói thôi bây giờ đọc Kinh Thánh đi và đưa cho họ cuốn sách, và họ đọc ở trong, thôi bây giờ đọc Tân Ước cho dễ hiểu, cho nên mở Tân Ước ra. Quý ông bạn chị em, nếu mà mở Tân Ước ra, cái câu đầu tiên họ đọc, cái dòng đầu, những cái dòng chữ đầu tiên họ đọc một cái danh sách dài 40 người với cái tên mà đôi khi chúng ta phát âm nó cũng khó nữa. Đó là Gia Phả. Tại sao Gia Phả? Đọc nó chán lắm. Đọc ví dụ như bây giờ thế này, tôi đọc cái câu 2: Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah, và anh em người Judah bởi Tamar sinh Phare, Sarah. Nếu trong trường hợp chúng ta không biết mô tê gì hết, chúng ta đọc điều đó chúng ta thấy, ủa làm gì mà có một danh sách những người mà chẳng biết ông họ là ai? Tại sao phải Gia Phả? Tại sao phải danh sách 46 người như vậy? Thực sự ra đó, nếu chúng ta có cơ hội học hết đó, đây là danh sách của những người Đức Chúa Trời dùng. Và cái gia phả của Chúa dùng 40 mấy người đó để nói rằng đây là những người Đức Chúa Trời dùng qua mỗi thời đại, và Đức Chúa Trời dùng người đó để cuối cùng sản sinh ra Chúa cứu thế, như chúng ta thấy ở trong câu số 16 rằng Jacob sinh Joseph, Joseph là chồng Mary, và Mary là người đã sanh Đức Chúa Giê-xu là Christ. Nghĩa là cái danh sách đó nó có ý nghĩa là tại vì cuối cùng thì sự xuất hiện của Chúa Giê-xu ở trong dòng dõi đó. Đây là 46 người hoặc hơn 46 người trải 2.000 năm khác nhau về địa vị, về xã hội. Họ khác nhau về tính tình, họ khác nhau về đời sống, họ khác nhau về tình trạng thuộc linh. Hy vọng là nhiều người chúng ta biết về những một số những người trong số này, thì chúng ta thấy thế này, trong số họ có những anh hùng đức tin, có những người giống như là Abraham, có những người giống như Isaac, có những người là vương quyền giống như vua David, có những người vương quyền trong thời đại đó, từ thời đại của con của David là Solomon. Nhiều người trong số họ đó là những người ở trong dòng tộc, trong hoàng tộc, dòng tộc nhà vua. Nhưng cũng có nhiều người trong số họ là những người thấp hèn,
có Tama, có Rahab là những cô gái điếm, có những người xấu xa mà nếu có cơ hội trở lại, quý vị sẽ thấy đây là danh sách những con người mà quyền quý có, giỏi giang có, người tầm thường cũng có, người hèn hạ cũng có, trong cái danh sách mà Đức Chúa Trời sử dụng đó. Để cuối cùng, như chúng ta thấy ở trong câu số 16, rằng đến cuối cùng nhắc đến Joseph, nhắc đến Mary và nhắc đến Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời có một kế hoạch. Đọc cái đó thì thấy Đức Chúa Trời có kế hoạch, Đức Chúa Trời sắp xếp từng người và Đức Chúa Trời dùng mọi người, đủ hàng người trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sử dụng mọi hàng người để đưa con của Đức Chúa Trời vào trong thế gian. Khi đọc điều đó sẽ chúng ta thấy như vậy. Đức Chúa Giêsu giáng sinh bởi vì Đức Chúa Trời đã dùng nhiều người thế hệ trước đó, từ thời trước nữa, và qua cái thế hệ, nhiều thế hệ đó, con của Ngài đã có thể vào đời. Và nếu Đức Chúa Trời đã dùng được những người đó trong thời đại của Chúa Giêsu về trước, thì Đức Chúa Trời cũng sử dụng những hạng người dù chúng ta là ai. Nhiều người chúng ta nghĩ rằng có phải là một người giỏi giang, học thức, bằng cấp, phải là một người được trọng vọng trong xã hội. Không, quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời có thể dùng những người đó và cũng có thể dùng những người như chúng ta. Điều quan trọng đó là chúng ta có bằng lòng để Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, trong mục đích của Đức Chúa Trời về sự giáng sinh của Chúa. Ngày xưa thì Ngài, Đức Chúa Trời dùng những người đó cho sự giáng sinh của Chúa. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu giáng sinh rồi thì chúng ta dự phần thế nào nữa? Ồ, quý ông bà, anh chị em, Chúa giáng sinh rồi nhưng kế hoạch của Đức Chúa Trời chưa chấm dứt là tại vì thế này. Đức Chúa Trời muốn giáng sinh trong lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn giáng sinh trong lòng của những người chưa biết Chúa. Hiện nay thế giới của chúng ta có hàng tỷ tỷ người chưa biết Chúa, lòng của họ vẫn trống không. Và Đức Chúa Trời muốn đem Đức Chúa Giêsu đến với họ. Và trong cộng đồng của chúng ta, đừng nói chi xa ở trong gia đình và bạn bè của chúng ta, có rất là nhiều người Đức Chúa Trời muốn dùng chúng ta để đem Đức Chúa Giêsu vào cuộc đời của họ. Và Đức Chúa Trời muốn dùng con người, tôi và quý ông bà, anh chị em. Chúng ta biết kỹ thuật ngày hôm nay rất là hiện đại. Kỹ thuật hiện đại đến độ, ví dụ bây giờ chúng ta nói như thế này, nếu có một cái máy thì cái máy đó có thể thông dịch ra tất cả các ngôn ngữ khác. Mặc dù là đôi khi nó không hoàn toàn chuẩn như chúng ta thông dịch bằng người, nhưng mà đến giờ này thì người ta vẫn có thể hiểu được qua máy thông dịch. Máy hoặc là computer có thể trả lời những câu hỏi mà quý vị đánh vào nó để nó có thể trả lời. Máy có thể khích lệ, nó có thể nhắc nhở, nó có thể nói chúng ta một số điều chúng ta cảm thấy dễ chịu. Và thậm chí nó có thể nói những lời ái ân như những nhân tình. Những robot, ngày hôm nay có nhiều người bảo rằng thôi bây giờ có nhiều người không lập gia đình có robot, tại robot đó nó nói những cái lời ân tình, nó làm cho con người cảm thấy dễ chịu trong cái tình cảm của họ. Và tất cả những chúng ta thấy rằng đây là một kỹ thuật hiện đại, và bây giờ và có lẽ nhiều chục năm sau người ta sẽ thấy rằng con người của chúng ta sống rất là kỹ thuật hiện đại, rất là cần thiết. Yes, Đức Chúa Trời có thể sử dụng điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời, điều quan trọng Đức Chúa Trời có thể dùng là không có điều gì có thể thay thế cho con người mà Đức Chúa Trời dùng trong kế hoạch của Chúa. Không có gì. Mặc dù có thể máy móc tinh vi, nó giỏi hơn nhiều người trong chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời muốn dùng con người đã từ bao nhiêu ngàn năm và đến ngày hôm nay. Và tôi tin rằng cho đến ngày Đức Chúa Giêsu trở lại, Đức Chúa Trời vẫn có thể dùng con người, và Ngài không thể thay thế con người trong công việc của Chúa. Và Đức Chúa Trời cũng dùng tôi và quý ông bà, anh chị em. Có thể nhiều người chúng ta có máy móc, có tiền bạc, có điều vị. Nhưng Đức Chúa Trời ơi, quý vị ơi, là Đức Chúa Trời có thể dùng những điều đó. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không, chúng ta không có con người trong đó, Đức Chúa Trời không dùng được. Cho nên tôi kêu gọi, tôi chia sẻ với quý vị điều này để biết thế này. Rằng Đức Chúa Trời đã dùng Joseph ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dùng Mary để Chúa vào đời, Đức Chúa Trời vẫn có thể dùng chúng ta. Kế hoạch của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc chưa xong, Ngài vẫn còn dùng con người. Ngài vẫn dùng tôi và quý ông bà, anh chị em. Đây là một điều hết sức kỳ diệu. Hãy hình dung ra rằng tôi là ai mà Đức Chúa Trời có thể dùng. Quý vị bảo rằng dùng điều gì, tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường như thế này. Thưa quý ông bà, anh chị em, có phải nhiều người trong chúng ta biết Chúa ngày hôm nay, tôi làm con của Đức Chúa Trời bởi vì có một người bình thường nào đó trong cuộc đời của chúng ta nói với chúng ta về Chúa không? Có phải ngày hôm nay chúng ta có thể yêu mến Chúa và lòng của chúng ta cảm thấy khát khao Chúa bởi vì Đức Chúa Trời dùng một con người bình thường nào đó để dạy dỗ, để nâng đỡ, để cầu nguyện cho chúng ta không? Yes, tất cả chúng ta đều là những người Đức Chúa Trời dùng, và ngày hôm nay Đức Chúa Trời có thể dùng tôi và quý ông bà, anh chị em. Hãy hình dung ra điều đó để thấy rằng Đức Chúa Trời dùng chúng ta đó là một điều hết sức kỳ diệu. Cho nên vấn đề của tôi và quý ông bà, anh chị em trong câu chuyện này để thấy thế này. Vấn đề đó là chúng ta có muốn dự phần trong chương trình để Đức Chúa Trời dùng mình trong chương trình của Chúa hay không? Thật ra đây là câu trả lời cá nhân của chúng ta.
Một lần nữa hãy hiểu rằng một người nấu ăn trong nhà, một người chỉ chăm sóc gia đình của mình, bếp núc vẫn có thể được Đức Chúa Trời dùng. Quý vị biết điều đó không? Người đó có thể cầu nguyện. Người đó có thể ngày hôm nay có phương tiện điện thoại, có những cú điện thoại đến từ những người yếu ớt. Tôi biết trong hội thánh của chúng ta có nhiều chị em bệnh hoạn, yếu ớt, nhưng mà lại là người nói những lời khích lệ nhiều nhất cho những người bị quên trong những năm tháng như thế này. Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng chúng ta, quý ông bà, anh chị em. Cho nên điều quan trọng mà tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em, rằng Đức Chúa Trời dùng nhiều người ở trong lịch sử của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời dùng Joseph, Đức Chúa Trời dùng Mary, Đức Chúa Trời cũng dùng chúng ta. Vậy thì có nhiều người chúng ta đặt câu hỏi rằng, thế thì nếu Đức Chúa Trời dùng tôi thì tôi phải làm gì? Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời dùng Joseph, Đức Chúa Trời dùng Mary, Đức Chúa Trời có những cái đòi hỏi, có những cái mong đợi nơi họ. Cho nên điều thứ hai mà chúng ta sẽ thấy trong cái bài học của Joseph đó là ông lắng nghe lời của Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em muốn Đức Chúa Trời dự phần trong chương trình của Đức Chúa Trời thì phải chịu khó, phải biết lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta thấy câu chuyện của chúng ta về Joseph. Bây giờ đến câu chuyện của chúng ta từ câu 18 trở đi. Từ câu 18 trở đi là tại vì nó có thể tiếp theo câu số 16 rằng bây giờ đây là Joseph, đây là Mary và sinh ra Đức Chúa Giêsu, và câu chuyện của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như thế này ở trong câu số 18. Câu số 18, 19 nói rằng sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ xảy ra như vậy khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm, tức là chữ phía sau cái chữ bản dịch rất là xưa là để có nghĩa là ly dị, nhẹm tức là âm thầm, tức là Joseph dự định rằng sẽ đem Mary đi ly dị Mary một cách âm thầm. Trở lại câu chuyện của chúng ta, nếu một số bạn chị em học trường Chủ Nhật buổi sáng hôm nay ở trong chương trình trường Chủ Nhật thì biết rằng ở trong câu chuyện ở trong Luca đoạn 1 là một ngày nọ cô trinh nữ Mary có lẽ khoảng chừng mười mấy tuổi, thiên sứ hiện ra và báo rằng cô sẽ có thai. Và đối với cô đó là điều hoàn toàn không thể tin được. Nhưng cuối cùng thì Chúa nói rằng điều là người không làm được thì Đức Chúa Trời có thể làm. Và cuối cùng thì cô là người mang thai. Sau cái lần gặp gỡ đó, Mary mang thai, Mary không nói gì với ai hết. Và câu chuyện kể tiếp rằng Mary đến thăm người bà con họ hàng của mình là Elizabeth, và ở tại đó là Mary đã có thai. Câu chuyện chép thế này là Mary có bầu. Bây giờ cái tình trạng của Joseph là một người chồng hứa thì rất là khó. Có lại trở lại thêm chút xíu nữa đó là đối với những người ngày hôm nay khi mà gặp nhau, những bạn trẻ gặp nhau, engagement, ví dụ như quỳ xuống rồi đưa chiếc nhẫn rồi là hứa nhau vậy xong, thì sau đó thì đợi cái ngày cưới. Thực sự ra đó cái phong tục ngày xưa đối với người Do Thái quan trọng hơn rất là nhiều đối với người chồng hứa. Khi gọi là người chồng hứa, thực ra là người chồng. Đó là lý do mà ở trong này gọi là chồng. Ngày hôm nay mà mới quỳ xuống đưa chiếc nhẫn á, thì mới là engagement, chứ chưa gọi đó là chồng được. Nhưng mà ngày xưa đó, khi mà đã hai người đã có thể đã chính thức là vợ chồng đó, nhưng mà có một điều là họ còn phải có một năm chờ đợi để xem họ có trọng tình trọng nghĩa với nhau hay không. Mặc dù trong một năm đó họ không ăn ở, không sống với nhau, nhưng mà mỗi người ở nhà riêng, nhưng mà kể nhau là vợ chồng. Người Việt Nam của chúng ta đó, theo cái thông tục người Việt Nam, tôi không biết bây giờ thế nào, nhiều năm trước là khi mà hai bên mà gọi là đám hỏi rồi đó, thì phía bên này phải gọi bên kia là cha, là mẹ, là đối xử giống như trong gia đình. Chỉ có một điều thì không có liên hệ về tình dục. Vì vậy cho nên đây là trường hợp của Joseph. Cho nên khi Joseph ở trong một hoàn cảnh rất là khó xử, đã làm chính thức hứa với vợ mình rồi, chờ đợi đến ngày cưới, nhưng bây giờ Joseph nghe tin rằng Mary có thai. Nếu Mary có thai thì đây là điều quan trọng của lục tục bây giờ, là nếu tất cả những thiên hạ biết Mary có thai và đem đi tố cáo thì Mary sẽ chịu án tử hình, sẽ bị đem đi ném đá. Và Kinh Thánh nói rằng Joseph thì không muốn điều đó, vẫn thương Mary. Bây giờ làm thế nào để Mary khỏi bị nhục mạ, khỏi bị ném đá? Tôi muốn hỏi các anh, các ông, trong hoàn cảnh của Joseph, quý vị sẽ làm gì?
À, nói lại tôi không nghe rõ. Trốn hả? Ồ, bỏ đi. À, quý ông anh chị em, thật ra đó, đây là một cái hoàn cảnh hết sức là oái âm, khó xử cho Joseph. Vẫn thương người nữ này, vẫn hứa hẹn với người nữ này, nhưng bây giờ nghe nói rằng cô đã có thai. Bây giờ làm gì? Joseph, Kinh Thánh ở trong câu số 19 thì nói rằng là một người có nghĩa, thực ra có hiểu, ta hiểu là một người kính sợ Chúa, một người công bình, người sống theo luật pháp của Chúa và không muốn cho Mary bị nhục mạ, bị hành hình, cho nên ông quyết định là âm thầm từ hôn. Câu số 19 chép như vậy. Joseph không muốn trách nhiệm. Joseph không muốn bị phải gánh cái hậu quả. Nhưng Joseph cũng không muốn Mary bị hại. Cho nên trong cái lúc mà ông đắn đo suy nghĩ phải làm thế nào để cho mọi sự êm đẹp, nhưng mà mình cũng xa lánh được việc này, không trốn được như anh Hiếu định nói, nhưng mà vẫn sống ở đó, nhưng cuộc sống mình đã yên bình. Thì ở trong anh, trong lúc mà ông suy nghĩ đắn đo như vậy, thì Kinh Thánh chép như thế này ở trong câu số 20. Đấy, trong câu số 20 thì Kinh Thánh chép rằng khi mà Joseph đang suy nghĩ việc đó đó, thì thiên sứ của Chúa hiện ra trong Joseph trong giấc chiêm bao. Ôi, tôi đọc cái điều này đây. Ô, anh suy nghĩ đắn đo hoài, anh tính toán hoài, nằm lên gác tay lên trán, lăn qua lăn lại, cứ anh chìm vào giấc ngủ. Tại vì thiên sứ đến và anh trong giấc, trong lúc anh ngủ, cho nên Kinh Thánh nói rằng thiên sứ đó hiện ra với ông trong giấc chiêm bao, tức là ông đang ngủ. Và Kinh Thánh chép thế này. Thiên sứ nói với ông rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Joseph nghe nói rằng Mary có bầu thật, Mary có thai thật, những cái thai trong Mary đó, đó là cái thai bởi Đức Thánh Linh. Đấy là điều huyền nhiệm. Có thể Joseph là người thứ hai được biết việc này. Joseph là người thứ hai sau Mary được Chúa nói đến rằng không, cái thai mà Mary đang chịu trong lòng đó là một bởi Đức Thánh Linh. Và câu số tiếp theo: Ngươi khá chịu, ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Câu số 21 nói rằng Joseph được giao cho trách nhiệm. Tất cả chúng ta đều biết thế này, ở trong ngày xưa, cái người có quyền, có tư cách, có trách nhiệm phải đặt tên cho con mình đó là người cha. Bất kỳ người nào đặt tên cho con mình đó, cái quyết định đó là người cha. Tôi biết ngày hôm nay là nhiều, khi mà cặp vợ chồng sinh ra là hai vợ chồng bàn tính với nhau, và thậm chí ở trong này tôi nghe có người nói rằng là nói trước với anh rồi đó, hãy con trai là anh đặt tên, con gái là em đặt tên. Phải không? Nhưng người nghĩ như vậy, cho nên gia sinh ngày nay thì có quyền quý vị cứ làm như vậy. Nhưng mà thông phong tục ngày xưa đó, người cha đó thì có quyền đặt tên cho con. Và nói cách khác đó, trong trường hợp khi mà thiên sứ bảo rằng Joseph phải đặt tên cho con trai đó, đó là Giê-xu, có nghĩa là Joseph được giao cho trách nhiệm. Joseph được giao cho trách nhiệm quan trọng về đứa bé đó, về thần nhân đó. Joseph phải gánh cái trách nhiệm của mình trên cái đứa bé phải sinh ra, không phải là đứa con của mình. Và câu số 22 và 23 nói như thế này: Mọi việc đã được xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng. Câu số 23: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel. Ở trong Esai đoạn 7 câu 14 có lẽ một những câu kinh thánh mà mỗi lần mùa Giáng sinh về chúng ta nhớ rõ nhất. Và Matthew giải thích rằng nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Quý ông bạn chị em, đây là cái câu 23 là nói về một sự quyền nhiệm lớn lao rằng Mary chịu thai, đứa con sẽ ra đời, đứa con đó không phải là người mà là thần nhân, đứa con đó là Đức Chúa Trời và sống giữa loài người, ở giữa loài người. Đây là tất cả của ý nghĩa của sự Giáng sinh. Bài câu Kinh Thánh này là một sứ điệp vô cùng quan trọng về việc Chúa sẽ làm người, về việc Chúa sẽ sống giữa chúng ta, rằng không phải là một người, một đứa bé Giê-xu, một người lớn lên như một người Giê-xu, nhưng mà đó chính là Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi lần chúng ta nghĩ đến Chúa Giê-xu, học biết về Chúa Giê-xu, Ngài không chỉ là một nhà tiên tri, mà Ngài không là một rabbi Do Thái, Ngài không một là một nhà hiền triết, Ngài không là một lãnh đạo tôn giáo, cũng không phải là giáo chủ của một tôn giáo, Ngài là Đức Chúa Trời.
Vì vậy cho nên khi chúng ta biết rằng sự Giáng sinh là nói về được Đức Chúa Trời thành người và Đức Chúa Trời thành người ở giữa vòng chúng ta. Và bây giờ trách nhiệm này, một đứa bé này, cái bào thai này được giao cho Joseph. Giả sử thế này, quý ông bà anh chị em, Joseph nghe câu chuyện đó, nghe được thông tin như vậy và ông biết có cái trách nhiệm như thế này. Và nhưng mà ông không nghe rõ cái trách nhiệm đối với ông. Ông không biết rằng ông phải gánh những cái điều này. Thì có lẽ Joseph đã âm thầm đã ly dị Mary. Joseph không nghe lời Chúa, Joseph đã âm thầm ly dị Mary. Và kế hoạch của Đức Chúa Trời có thất bại không quý ông bà anh chị em? Ủa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại trong kế hoạch của Ngài, nhưng Joseph sẽ thất bại. Đức Chúa Trời muốn giao cho Joseph, nhưng nếu Joseph không nghe lời của Chúa, Joseph sẽ hỏng. Cuộc đời Joseph quả hỏng, đức kế hoạch của Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại. Và điều đó nói với tôi và quý ông bà, anh chị em rằng, nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta bước theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, chúng ta được dự phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không làm cái điều mà chúng ta nghĩ rằng không có làm, mình làm đó, thì hỏng. Thôi quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời, kế hoạch của Ngài không bao giờ hỏng. Nhưng chúng ta sẽ là người hỏng. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời là Joseph đã lắng nghe, vì vậy cho nên ông có thể giữ phần trong chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên từ câu 20 trở đi cho đến câu 23, Joseph lắng nghe lời của Đức Chúa Trời đến nói với ông. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa muốn chúng ta giữ phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta giữ phần trong kế hoạch của Chúa, nhưng trước hết Chúa muốn chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Giả sử Joseph có là con người tốt cỡ nào đi chăng nữa, yêu thương Mary cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà họ không lắng nghe lời Chúa, Joseph không biết phải làm điều gì và tại sao mình đã làm điều đó. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, nếu quý vị muốn dự phần trong kế hoạch của Chúa, trước hết hãy lắng nghe lời Chúa, hãy biết lời Chúa nói điều gì với mình. Cho nên đây là điều bài học cho chúng ta, hãy gắn mình với lời của Đức Chúa Trời. Đừng để sự bận rộn, để công việc, thậm chí công việc nhà thờ đánh mất thì giờ lắng nghe lời Chúa của chúng ta. Có thể quý ông bà anh chị em sẽ làm nhiều điều, mình sẽ thu hút để có thể làm nhiều việc. Nhưng điều quan trọng đầu tiên một người có thể làm việc Đức Chúa Trời đó là hãy có lời Đức Chúa Trời với mình, hãy lắng nghe lời Đức Chúa Trời với mình, hãy dành thì giờ để mình sống với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên quý ông bà anh chị em, chúng ta không thể tin Chúa, chúng ta không thể theo Chúa, chúng ta không thể phục vụ Chúa mà không lắng nghe lời Chúa, không học hỏi lời Chúa. Cho nên tôi kêu gọi tất cả mọi người, nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội để biết đến Chúa, có cơ hội để có thể làm việc với Chúa Trời, hãy dành một phần quan trọng trong cuộc đời của mình, dành một phần quan trọng trong thời giờ của mình để lắng nghe lời Chúa và học hỏi lời Chúa. Bởi vì Joseph chỉ có thể làm được điều đó khi ông lắng nghe lời Chúa. Cho nên cái điều tôi khích lệ quý ông bà anh chị em hãy tự hỏi rằng tôi có thời giờ lắng nghe lời Chúa mỗi ngày hay không? Tôi có thời giờ để lắng nghe lời của Đức Chúa Trời nói gì với riêng tôi hay không? Cho nên tôi ước ao thế này, tôi cầu nguyện thế này, chúng ta có cơ hội để có thể lắng nghe lời Chúa và lời Chúa trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể sống và dự phần trong kế hoạch của Ngài. Tuần trước tôi có nhắc về việc này, và tôi xin chia sẻ với ông bạn cho em. 3 năm rồi thì khi mà tôi có cái chương trình mà gọi là đọc Kinh Thánh mỗi ngày một đoạn, mà những ngày đến đây nhiều khi mà chưa dịch bệnh thì chúng ta có tờ giấy vàng vàng. Trong đó thì tôi khích lệ đọc là mỗi ngày đọc một đoạn Kinh Thánh thôi, đọc 5 ngày, thứ bảy chủ nhật thì nghỉ để có chuẩn bị học bài học trường chủ nhật hoặc là đi nhà thờ nghe lời Chúa. Vì vậy cho nên tôi khích lệ, hồi đầu thì cũng có nhiều người đọc, rồi lúc lên lúc xuống có nhiều người này người kia không, và thời gian về sau này sau khi dịch bệnh thì tôi chỉ post đó ở trên Facebook. Có một số những người đọc, có một số những người không. Và thật ra thì cũng có nhiều người cũng có một số đọc, nhưng mà thấy cũng nản, là tại vì thực sự ra để chuẩn bị phải đọc, phải soạn bài, mà có khoảng rất là ít người đọc, và đôi khi tôi thấy là không biết có nên tiếp tục hay không. Tôi thông báo cho một số anh chị em, những người tham dự chương trình đọc á, tới cuối năm này tôi sẽ không soạn câu hỏi để đọc nữa. Nhưng mà khi tôi viết điều đó xong thì tôi thông báo cho anh chị em xong, tôi bị sự cáo trách như thế này. Thực sự ra đó là tôi viết điều đó, tôi soạn câu hỏi, tôi khích lệ đọc cho những người đọc, chứ không phải cho những người không. Có nhiều người không đọc thì họ đã không đọc, nhưng mà những người đọc thì họ vẫn cứ đọc. Tại sao không để cho những người đọc tiếp tục đọc? Vì vậy cho nên cái điều đó ra rất trong tôi, tôi nói rằng yes, tôi nói rằng vậy thì tôi sẽ tiếp tục
chuẩn bị những câu hỏi đó cho mọi người. Tại vì chúng tôi bắt đầu cái đọc là vào đầu sách Matthew, mấy đủ vòng tròn là hết cửa. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà anh chị em, những người đang đọc, rằng hãy đọc lời Chúa. Nếu anh chị em chưa có cơ hội hãy đọc. Quý vị không nhất thiết phải trả lời cho tôi giống như gửi bài. Nhưng ít ra thì có lời Đức Chúa Trời với quý ông bà anh chị em. Bởi vì chúng ta, tôi nói lại một lần nữa rằng, chúng ta không thể tin Chúa nếu không có lời Chúa. Chúng ta không có thể theo Chúa nếu không có lời Chúa. Chúng ta không có thể tiếp tục trung tín với Chúa nếu không có lời Chúa. Và chắc chắn một điều rằng, chúng ta không thể phục vụ Chúa nếu chúng ta không có lời của Chúa. Cho nên tôi khích lệ con cái Chúa, hãy lắng nghe lời Chúa, hãy đọc lời Chúa, hãy làm lời Chúa là một phần trong cuộc đời của chúng ta, quyết định cho sự theo Chúa của chúng ta. Và Joseph là một người đã lắng nghe lời Chúa, và chính vì vậy cho nên ông đã có thể làm điều này. Là cái điều thứ ba là ông vâng phục lời Chúa. Tại vì chúng ta có nghe lời Chúa, chúng ta mới có thể vâng phục được. Chúng ta biết thế này, lắng nghe đó là điều tốt. Chúa dạy chúng ta biết điều gì điều tốt. Nhưng mà điều tiếp theo nữa đó là chúng ta phải sống trong sự vâng phục đó. Và chúng ta sẽ thấy Joseph đã làm điều này. Chúng ta mở ra ở trong Matthew một lần nữa, ở trong Matthew đoạn 1 câu 24, câu 25. Joseph ở trong giấc chiêm bao, thiên sứ hiện ra nói với ông rất rõ về sự Giáng sinh của Chúa, rằng đó là Đức Chúa Trời, rằng Joseph hãy gánh lấy cái trách nhiệm đó. Và bởi vì qua Joseph, qua những cái cống hiến của tận tụy của Joseph, thì cái con người đó, một đứa bé đó sẽ sinh ra, sẽ lớn lên thành một con người, và cuối cùng con người thiêng liêng thánh thiện đó sẽ chết cho nhân loại. Và Kinh Thánh chép trong câu 24 rằng khi Joseph thức dậy thì làm y như lời thiên sứ đã dặn, mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một con trai thì đặt tên là Giê-xu. Joseph thức dậy làm y như lời trong bản dịch cũ. Nhiều bản dịch về sau này làm đúng như vậy. Tức là Joseph nghe thiên sứ bảo thế nào, ông làm đúng như lời của Chúa dạy cho ông như vậy, mà đem vợ về ở với mình. Tôi không biết cái chi tiết như thế nào, nhưng mà rõ ràng là ngay sau đó thì Joseph không đợi nữa, đem Marie về với mình, và đem vợ về ở với mình, xong không hề ăn ở với, tức là không có liên hệ về dục tính vợ chồng, cho đến khi nào? Cho đến khi người sanh một trai. Và Joseph làm cái trách nhiệm đầu tiên của mình, đó là đặt tên con trai đó là Giê-xu, theo như thiên sứ đã phán dặn. Làm theo lời Chúa, đó là cái điều quan trọng mà Joseph đã làm. Thực ra thì tôi muốn thêm chút xíu nữa, quý ông bạn cho em, ở trong câu 24-25 để biết thêm về cái ý nghĩa của việc này, rằng Joseph đem vợ, chúng ta vừa nói đó, đối với Joseph và Marie đó, mặc dù chưa cưới nhau nhưng mà họ đã là vợ chồng, cho nên đem về vợ về ở với, có lẽ là Joseph phải hy sinh một cái tiệc cưới chuẩn bị. Người Do Thái đó, cái tiệc cưới của người Do Thái đó, lúc bây giờ đó là người nam, người đàn ông được chú ý nhiều nhất, chứ không phải cô dâu như ngày hôm nay. Và vì vậy cho nên cái phần đó dành cho Joseph, nhưng mà Joseph bỏ qua việc đó. Ông đem vợ ăn về ở với mình, xong không hề ăn ở với, tức là không có liên hệ thân xác, cho đến khi nào? Cho đến khi người sanh một trai và đặt tên là Giê-xu. Và từ đó thì chúng ta thấy cái chữ cho đến khi, nghĩa là sau khi Marie đã sinh Chúa Giê-xu, Marie với Joseph sống như vợ chồng. Đây là một điều khác biệt mà có lẽ anh chị em sẽ gặp một vài cái nan đề trong việc diễn dịch về việc Marie đồng trinh hay không. Giáo hội Hội Thiên Chúa Giáo thì nói rằng Marie đồng trinh là sau khi chinh sinh Chúa Giê-xu không hề có liên hệ với Joseph và không sinh con. Nhưng chúng ta biết rằng ở trong Kinh Thánh đã nhiều lần nhắc đến anh em của Chúa Giê-xu, và một trong những người em cùng mẹ khác cha của Chúa Giê-xu là sứ đồ Gia-cơ, người đã viết thư Gia-cơ mà chúng ta học vài tháng trước. Cho nên đây là một cái việc đó, rằng Marie đồng trinh sinh Chúa Giê-xu là trước khi Marie ăn ở với Joseph, Marie là một trinh nữ và hoài thai Chúa Giê-xu bởi Đức Thánh Linh. Và đó là cái Marie đồng trinh. Nhưng sau đó thì Marie sống như một người bình thường. Thực ra nếu chúng ta có cơ hội để nói về Marie để hiểu thế này, Marie là một người kính sợ Chúa, một người Đức Chúa Trời sử dụng, đáng cho chúng ta kính trọng, đáng cho chúng ta học hỏi. Nhưng Marie cũng là một con người. Bà cũng sống một cuộc đời của một người nữ bình thường như bao nhiêu người nữ khác.
Nhưng có một điều, lòng bà yêu mến Chúa, dĩ nhiên lòng bà yêu mến đứa con mà mình cưu mang và sanh ra. Tôi trở lại với câu chuyện của chúng ta. Joseph, ông đã làm y như lời Chúa dặn, tức là ông nghe lời Chúa và ông sẵn sàng vâng lời Chúa. Nếu chúng ta có cơ hội tiếp theo cái phần của đoạn 2 Matthew đó, thì chúng ta thấy rằng đó không phải là lần duy nhất Joseph vâng theo lời Chúa. Cái lần sau đó là thế này, khi Joseph ở đó một thời gian, và một lần nọ khi quý vị em nhớ phần đoạn 2 của chúng ta đó, là khi bắt các bác sĩ, những nhà thông thái từ phương Đông đến và vào trong cung điện của vua, gặp vua Herod và nói rằng có một vị vua mới sinh ra, rồi sau đó đến gặp Chúa Giêsu và họ đi về. Thì Đức Chúa Trời biết rằng vua Herod có cái âm mưu phải giết tất cả những đứa trẻ trong thị trấn đó, bởi vì nếu không thì cái ngôi vua của ông sẽ bị nguy hiểm, bởi vì nghĩ rằng đứa bé nó lớn lên thành người và ông mất ngôi vua, cho nên giết tất cả các đứa bé trong thành Bethlehem. Trước khi việc đó xảy ra thì Kinh Thánh chép như thế này: Đức Chúa Trời bởi một thiên sứ đã bảo Joseph trong giấc chiêm bao mà nói rằng hãy chờ dậy, ở trong câu số 13-14 rằng hãy chờ dậy, đem con trẻ của và mẹ ngài trốn qua xứ nước Ai Cập và cứ ở đó cho đến chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang đứng ban đêm lấn qua nước Ai Cập. Chúa Giêsu mới sinh ra không biết bao nhiêu lớn, có lẽ một vài tháng, một vài tuổi, nhưng Chúa Giêsu trở thành một illegal immigrant, một undocumented immigrant từ ở bên Do Thái vào trong Ai Cập. Và tại đây thì ở đó một thời gian, và Kinh Thánh chép trên này, Joseph ở đó về một thời gian nọ, thì trong câu 19 trở đi đó thì nói rằng: nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph cũng trong giấc chiêm bao. Tôi thấy đại đa số những cái lần này là Chúa nói với Joseph qua giấc chiêm bao, và thiên sứ nói rằng hãy chờ dậy và đem mẹ con trẻ và mẹ ngài trở về Israel, vì người muốn giết ngài đã chết rồi. Thì Kinh Thánh chép thì câu 21 nói rằng Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài về tại Israel. Tức là Chúa bảo là gì ông làm y như vậy. Nhưng có một điều ở trong câu số 22. Trong câu số 22 thì nói rằng khi ông về đó, ông nghe nói rằng cái vua Achiloa, mà là cái người mà nối ngôi vua cha mình là Herod trị vì đó, thì Joseph bắt đầu ngần ngại, lo sợ. Và khi ông ngần ngại như vậy thì Chúa lại mách bảo cho ông một lần nữa. Tôi đoán chừng rằng trong lúc đó thì Joseph sẽ nói với Chúa tại sao ông này ông cũng có thể giết, vua cha có thể thì không giết được, nhưng bây giờ đứa con nó cũng có thể giết. Cho nên ông lo lắng, thì Đức Chúa Trời là mách bảo một lần nữa, thì ông đem Chúa Giêsu về thành Nazareth. Thì chúng ta thấy cái câu phần cuối của câu chuyện rằng, tôi xin đọc: và bởi được Đức Chúa Trời mách bảo trong giấc chiêm bao nên người vào xứ Galilee, câu 23, ở trong một thành kia là thành Nazareth. Tất cả những việc Joseph làm đều là sự vâng theo lời của Đức Chúa Trời chỉ dạy cho mình từng ly từng tí. Bây giờ trở lại một lần nữa, giả sử Joseph nghe và không làm theo thì sao? Hỏng. Đúng không các bạn anh chị em? Và bây giờ tôi hỏi các bạn anh chị em này, nếu chúng ta nghe mà chúng ta không làm theo thì sao? Hỏi nếu lời Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta mà chúng ta không làm theo thì sao? Chúng ta cũng hỏng như vậy. Cho nên Joseph đã làm theo lời Chúa, và chúng ta cảm ơn Chúa vì việc đó. Ông đã dám chấp nhận những hy sinh, những thua thiệt. Chúng ta trở lại với suýt câu chuyện để thấy thế này: Joseph mất một đám cưới hoành tráng, một cơ hội để người khác tới chúc mừng rạng rỡ. Joseph đã phải nuôi một đứa con không phải của mình. Joseph đã phải chịu cái cảnh đe dọa, sợ hãi, chạy trốn, lặn lội từ nơi này đến nơi khác, và cuối cùng về Nazareth. Và chúng ta biết thế này, trong Kinh Thánh nói rằng Joseph này đó, ông chịu đựng như điều đó, ông làm như điều đó, và cuối cùng thì Kinh Thánh cho biết rằng không, người ta không biết ông chết khi nào. Tên trong Matthew đoạn, xin lỗi, Luca đoạn 2 thì kể rằng khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, Joseph và Mary và Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, có vẻ đó là lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng. Ngày sau đó người ta chỉ nhắc rằng Giêsu là con của Joseph, chỉ thế thôi. Joseph bắt đầu mờ dần, biến mất. Và chúng ta biết rằng khi Joseph mờ dần biến mất thì Chúa bắt đầu xuất hiện. Chúa Giêsu được vinh hiển bởi vì Joseph lần lần bỏ đi. Trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 30, khi Giăng Báp-tít nói về Chúa, về mình thế này: ngài phải dấy lên
còn ta phải hạ xuống. Người phân phục Đức Chúa Trời là người bằng lòng hạ mình và chấp nhận những mất mát. Nếu quý ông bà, anh chị em có thể hầu việc Đức Chúa Trời, làm công việc của Đức Chúa Trời, thì sẽ mất mát về thì giờ, sẽ mất mát về tiền bạc. Trong một vài trường hợp phải mất mát cả thể diện cá nhân. Tôi tin rằng Joseph sẽ bị dị nghị. Nhiều người sẽ question về cái người đàn ông này. Có thể nhiều người không hiểu Joseph. Nhưng để có thể vân phục Chúa, đôi khi chúng ta phải chấp nhận một số giá nào đó phải trả. Cho nên chị em nghĩ rằng quý vị có sẵn sàng để có thể vâng lời Chúa để làm công việc Chúa không? Yes, nếu quý vị nói yes điều đó, hãy sẵn sàng rằng có thể mình sẽ mất một số điều, mình sẽ thiệt thòi một số điều. Nhưng đó là cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta, để chúng ta có thể vâng phục Chúa. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, để vâng phục, chúng ta phải chấp nhận những rủi ro. Việc đến thờ phượng Chúa như thế này, tôi tin rằng chúng ta cũng chấp nhận rủi ro, đành rằng chúng ta nghĩ sẽ ok. Nhưng ít ra cũng chấp nhận rủi ro, bởi vì chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Để có thể vâng phục Chúa, chúng ta phải chấp nhận những cái rủi ro trong sự hầu việc Chúa. Đôi khi, như tôi nói, đôi khi chúng ta chịu tiếng xấu. Và Kinh Thánh nói rằng, đôi khi chúng ta phải chịu tiếng xấu để Chúa được sáng danh. Đôi khi chúng ta phải vui lòng thua lỗ để công việc của Chúa được thành tựu. Cho nên câu hỏi đặt ra với quý ông bà, anh chị em đó là, quý vị có dám vâng phục Chúa khi Chúa bảo mình phải làm việc gì đó cho Chúa hay không? Dự phần trong kế hoạch của Chúa đòi hỏi lòng vâng phục là vậy. Và tôi muốn kết luận về này với quý ông bà, anh chị em. Nhiều người nói rằng, ô, kế hoạch chương trình của Chúa to tát quá. Nghe nói như vậy thì tôi là người rất là bình thường, tôi làm gì được. Tôi nhớ đọc người Mỹ có một cái câu hỏi cái thế này là how do you eat an elephant? Quý ông bà, anh chị em nghe câu nói chưa, rằng làm thế nào bạn ăn một con voi như thế nào? Chúng ta biết con voi đứng cao to thế này, mà chúng ta thì nhỏ xíu. Vậy thì làm thế nào một người ăn một con voi như thế nào? Thế nào? One bite at a time, đó là cách trả lời đó. Ăn từng miếng một như vậy khi chúng ta ăn một con voi. Người Việt Nam chúng ta có câu rằng là ăn núi lỡ, ai mà ăn nổi núi. Right? Nó lớn như vậy, nhưng mà mỗi bữa một miếng, rồi cuối cùng nó lỡ. Cắn từng miếng một, làm từng việc nhỏ. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta muốn dự phần trong chương trình của Đức Chúa Trời, muốn làm công việc của Đức Chúa Trời, hãy làm điều mà quý ông bà, anh chị em có thể làm. Nhiều người chỉ muốn đội đá vá trời, làm công việc to tát lớn lao, nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta bắt đầu từ chỗ của chúng tôi. Giữa những ngày lịch dịch lệ khó khăn, giữa những ngày chúng ta biết tin xấu tràn lan, mỗi người chúng ta vẫn có thể làm được một điều gì đó để bày tỏ sự tốt đẹp của Chúa trong đời sống của chúng ta. Hãy giữ phần trong kế hoạch của Chúa thì như vậy. Ở trên bảng tôi muốn chiếu hình của một người đàn ông. Tôi không biết quý vị có thấy không? Nếu có trong trường hợp thì giúp chúng tôi. Cái người đàn ông này đó, ông tên là Michael Esmond. Tôi đọc cái tin tức ở trên mạng về ông là một ở tại Florida. Ông đã phải trả tiền điện cho 146 gia đình có nguy cơ mất điện trong mùa này. Ông nói rằng hơn 30 năm trước, trong thập niên 80 thế kỷ trước, ông là người nghèo, không đủ tiền trả tiền điện, bị đe dọa việc đó. Và ông nghĩ tới ngày đó và ông nói rằng bây giờ ông là chủ một cái business nhỏ, ông có tiền đủ để có thể trả cho một số người như thế này. Và người ta ngạc nhiên về điều đó. Nhưng tôi cảm thấy thế này quý ông bà, anh chị em, chúng ta sẽ không trả được nhiều như vậy, nhưng mà mỗi người chúng ta trong những ngày dịch bệnh chúng ta vẫn có thể làm một điều gì đó. Và đó là cái cách mà Đức Chúa Trời, là kế hoạch của Đức Chúa Trời, rằng người ta sẽ biết về mình, phải biết về Hội Thánh, biết về Chúa, và đó là cái cơ hội chúng ta sẽ chia sẻ về Chúa cho người khác. Tôi đọc một cái tin tức khác, một cô bé quý vị thấy ở trên bảng, tên là Avery, 10 tuổi, cháu bị ung thư máu, ở tại Louisville gần của chúng ta đây thôi. Và ở trong cái tình trạng một đứa bé bị như vậy, và khi nó biết là những đứa bé khác ở trong tuổi của nó cũng bị ung thư máu như vậy, và nó đã vẽ cái kiểu áo thế này,
và nó muốn in lên cái áo sơ mi đó để khích lệ gửi cái này cho những đứa trẻ khác cùng hoàn cảnh như nó. Ở trên phía sau thì cái áo thì chỉ có dòng chữ là Be Courage, Be Strong, những cái câu mà dùng ở trong Kinh Thánh để khích lệ những người khác. Việc làm này không lớn lao, phải không quý ông bạn chị em, nhưng tâm lòng của nó vô cùng lớn lao. Nó có thể làm được điều đó. Và khi tôi đọc điều đó, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đâu có đòi hỏi chúng ta làm điều gì to tát. Ngài muốn chúng ta bắt đầu về những điều chúng ta có thể làm. Cho nên tôi chia sẻ với quý vị tại đây và tất cả con cái của Chúa nghe tôi rằng khoan đã làm những điều lớn lao, những điều trước mắt chúng ta có thể làm được, làm cho một người hàng xóm của chúng ta. Hãy bắt đầu công việc đó cho ai đó hôm nay, có thể ngay những ngày lễ Giáng sinh của chúng ta. Chúng ta giữ phần trong kế hoạch của Chúa. Cho nên tôi có gọi ra một số điều tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em để chúng ta có thể làm công việc của Chúa, để giữ phần. Điều thứ nhất đó là hãy cam kết rằng với Chúa rằng con muốn giữ phần trong kế hoạch của Ngài. Sự cam kết trong lòng của chúng ta quan trọng quý ông bà anh chị em, để chúng ta mở lòng ra với Chúa, bắt đầu bằng điều đó. Và điều thứ hai đó là hãy cầu nguyện, hãy cứu mang, hãy cứu giúp một người nào đó trong Giáng sinh. Vì biết rằng chúng ta làm điều đó là bởi vì Chúa muốn chúng ta làm. Nhiều năm trước, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ hoài câu chuyện mà tôi mới mùa Giáng sinh tôi phải kể điều này, đó là trong một thị trấn nhỏ nọ có một người nữ, một bà già lớn tuổi. Vào những ngày trước lễ Giáng sinh, một ngày nọ, bà viết một cái thiệp nắng nót với những dòng chữ chúc mừng rất là tốt đẹp. Bà đi ra bưu điện của thị trấn và bỏ cái lá thư đó vào trong hộp thư. Và sau đó nhiều ngày, ngày nào bà cũng ra hộp thư của bà coi thử, và nhiều ngày sau bà mở hộp thư bà ra, trong đó có cái thiệp. Và cái thiệp đó là của bà gửi cho bà vì không có một người nào biết và gửi cho bà. Bà muốn tự mình an ủi. Và tôi đọc câu chuyện đó tôi nghĩ rằng chung quanh chúng ta có rất là nhiều người. Có lẽ chúng ta bận rộn với cái lo lắng của mình, nhưng quý ông bà anh chị em, có rất là hàng ngàn người ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta sống trong đời khốn khổ như vậy. Cho nên tôi kêu gọi rằng hãy cầu nguyện, hãy cứu mang, cứu giúp cho một người nào đó. Hãy chia sẻ những phước hạnh vật chất, đó là điều thứ ba mà Chúa ban cho chúng ta. Vì Chúa đã ban cho chúng ta chính ngày của sự Giáng sinh, chúng ta có thể làm việc điều đó. Tôi biết có một nhóm và vài người trẻ trong hội thánh chuẩn bị nấu thức ăn để có thể chia sẻ cho một vài người đơn chiếc lớn tuổi nào đó trong hội thánh. Thật ra đấy, tôi biết rằng nhiều người trong chúng ta không đói, nhiều người vẫn có thể nấu ăn được, nấu ăn thậm chí ngon. Nhưng mà khi chúng ta làm điều đó, muốn bày tỏ một tấm lòng rằng những anh chị em chúng ta, những người lớn tuổi trong hội thánh không bị quên trong cái bận rộn của mùa lễ. Có ai, quý ông bà, anh chị em có thể nghĩ được về đến họ như vậy có thể làm việc đó hay không? Bày tỏ rằng Chúa không quên chúng ta và chúng ta không quên họ. Và điều thứ tư đó là hãy làm cho người khác biết Chúa đã Giáng sinh. Chúa đã Giáng sinh cho tôi, cho quý ông bà, anh chị em, và Chúa cũng Giáng sinh cho họ. Hãy bằng mọi cách nói về sự Giáng sinh, bằng mọi cách viết về sự Giáng sinh, chia sẻ về sự Giáng sinh, nhắn tin cho họ về sự Giáng sinh. Một dòng trên Facebook không phải để cho chúng ta, cho họ biết rằng chúng ta có cái này cái khác, nhưng mà rằng Chúa đã Giáng sinh, Ngài có thể tìm kiếm những người chúng ta bằng mọi cách. Quý ông bà anh chị em, một lần nữa, có thể Đức Chúa Trời kêu gọi nhiều người thì chúng ta sẽ làm việc lớn lao. Yes, I do it. Nhưng nếu trong trường hợp ngày hôm nay cơ hội chúng ta có thể làm điều gì đó cho Chúa, hãy dự phần trong kế hoạch của Chúa, trong cuộc sống, trong hoàn cảnh, trong điều kiện của quý ông bà anh chị em. Đừng bao giờ xem thường những điều nhỏ, vì chúng có một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Cho nên câu hỏi của tôi một lần nữa với quý ông bà anh chị em, và quý ông bà anh chị em cầu nguyện với Chúa rằng quý ông bà anh chị em có muốn dự phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời hay không? Tôi mời mọi người cùng đứng lên và cầu nguyện. Tôi không biết quý ông bà anh chị em hiểu gì, nhận điều gì trong lời của Chúa hôm nay. Nhưng nếu Đức Chúa Trời đặt trong quý vị một hình ảnh một người, một điều gì đó, hãy nói với Chúa rằng con sẽ làm. Chúng ta cùng nhắm mắt cúi đầu và cầu nguyện. Hãy nói với Chúa điều đó một cách riêng giữa quý ông bà anh chị em với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn làm một điều gì đó
dự phần trong kế hoạch của Chúa ấy, Ngài muốn con dự phần. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con, Cha ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài thương xót chúng con, Ngài đến tìm chúng con, cứu chúng con, Ngài dạy chúng con về lời của Ngài, Ngài muốn chúng con, Ngài mời gọi chúng con để làm công việc Chúa. Con cảm ơn Chúa vì con biết rằng trong dân sự của Chúa, chúng con nhìn lại chúng con thấy rằng Đức Chúa Trời đã dùng nhiều người khác cho cuộc đời của chúng con để nên có ngày hôm nay. Và con cũng tin rằng Chúa muốn dùng con, dùng anh em chúng con trong kế hoạch của Ngài. Con không biết Chúa đặt điều gì trong lòng của anh em con. Lạy Chúa, nếu có điều gì Chúa đặt trong lòng của anh em con, xin cho chúng con học tới Joseph, chúng con lắng nghe, chúng con vâng phục, và con tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ vui lòng vì những điều Ngài kêu gọi chúng con. Nguyện sự vinh hiển Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng con, trong hội thánh của Chúa, trong dân sự của Ngài, trong những ngày sắp tới. Con cảm ơn Ngài. Con chúc phước cho anh em con chúc phước cho những tấm lòng sẵn sàng đặt mình trong tay để Đức Chúa Trời dùng cho Chúa. Nguyện Chúa Ngài làm ơn chúng con để trong những ngày lễ, trong những sự bận rộn của chúng con biết rằng chúng con vẫn có thể là một Joseph đơn sơ, bình dị, nhưng vâng phục lời Chúa cho kế hoạch của Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con chúc phước cho anh em con, xin cho anh em con vui thỏa khi chúng con sẵn lòng vâng phục Chúa về những điều kết quả mà chúng con nhìn thấy. Con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và quyền năng của Đức Thánh Linh ở với chúng con. Cha ơi, xin dạy dỗ chúng con, xin kêu gọi chúng con và sử dụng chúng con trong kế hoạch của Ngài từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng về ban hát, hát một câu ngắn trước khi chúng ta chấm dứt thời giờ thời vượng buổi sáng hôm nay cùng bạn trẻ. Vì duy chính Chúa Ngài thật đáng tôn.
chính Chúa ngài thật.